Hi anh em, và welcome back to my channel anh em. Tháng sau à, tháng sau buồn lắm ta. Rất lười cái tháng sau anh em ơi. Choi. Choi thì chắc đánh thú thôi. Như mọi khi dùng đi cà phê. Đứng xấu thế. Có giả hai khi mình vẫn đánh ấy. Giả hai. Không phải già hai mấy cái đu hai. Có thể gặp lại anh em sau chuyện thua thôi. Gặp lại anh em. A few moments later. Anh em bây giờ mình sau chuyện thua mình có hai bạn như này nên là mình quyết định cho vào luôn anh em ơi. tại vì các bạn ấy đều là tướng bốn tướng hết ấy, nên là mình sẽ vẫn thua trận này thôi, nhưng mà mình sẽ răng giết được một hai bạn gì đấy. Hên xui được hai bạn, chắc là được một bạn thôi, nhưng mà vẫn được có chữ thua và cầm được tí máu, bởi vì hai con này khá là khỏe nên mình cũng mua sớm floor với ẩn lau, bởi vì các bạn khác toàn bốn tướng hết này, ngoại trừ bạn này ba tướng hơi đen, gặp bạn ấy cũng hơi thoát tim ấy. Ngoại trừ việc đấy ra thì cũng khá là ok rồi. Lại bỏ khoa học vào một chút cũng được. Nguyên tố trận này chắc không cần này. Không cần. Để mình đang ưu tiên đánh thú thôi. Chứ đánh thú gì? Thường sẽ là thú ma tộc rồi kẹt thêm. Vì có choi mà anh em. Ra tương tư là thế này. Một xấu thế. À với cả cái gì? Có một cái phân vân là mình không biết nên đánh. Bởi vì con Thane khi mà nó ulti thì nó miễn nhiễm khống chế đúng không? Tự nhiên bây giờ mình mới nghĩ ra cái này. Bởi vì nó có miễn nhiễm khống chế. À, từ từ đã nhá. Đâm sĩ vào đi. Bởi vì nó có miễn nhiễm khống chế nên là có khi con Thane nó cầm cái huân chương hải thần nó cũng không cần choi, bởi vì nó sẽ bổ liên tục. Bổ liên tục thì nó vẫn miễn nhiễm khống chế, nhưng mà đúng nhỉ? Thêm khi mà nó bổ liên tục nó bị miễn nhiễm khống chế đúng không? Mình nhớ là thế. Nghĩa là khi con thêm mà có được cái huân chương hải thần sẽ ngon hơn choi. Để mình nghĩ ra. Hơi muộn nhưng mà nhất còn hơn là không nghĩ ra. Thì mình cố gắng dứt chuỗi này thôi. Cũng dứt được chuỗi này rồi. Già công ty. Thế. Xin cái đồ đẹp đẹp tí, sách thánh thì mình sẽ ưu tiên hơn này. Con chiếc hải thần cũng uy tín. Cho floor, cho thêm. Nhưng mà vẫn phải là sách thánh. Lau hay là già nhỉ? Già cũng được, già cũng tí. Ayate cũng tí. 23 thì khoa học không cần. 3 khoa học thì cũng hay. Cũng hay. Ayate có, Ayate floor nữa. Floor đi. Khoa học với floor nhất. Già này con này đi này. Này đi này. Hai con thú này giữ lại này. Noman đi tạm thời này. Sẽ tương tư là thế này. Bốn trên bời. Sóc này liềm à. Bắn nó không thấy thấm vào máu luôn vậy. Nghĩ đến em. Ulti. Đấy, ulti ra đam thế chứ. Mấy trôi qua từng kẻ tay. Cho làn khói này khẽ bay. Thợ săn quỷ à. Không được ta. Sâu và giai điệu êm ai. Mày cũng giữ lại được này, Noma chắc không cần nữa.
Rồi già này không cần đâu nhỉ. Này hát anh viết tặng em. Thường bắt đáy bên kia, thường bắt đáy bên này, hay thường hai bên, ok. Giờ bay về đâu xa vòng. Sao năm trôi qua, tình ta thì bao la, chịu hương đâu. Nếu mãi ngồi đây tàn thuốc ta mà ngóng trông. Ui, đám to thế. Con heo đám to thế. Thì sao yêu là thế. Nè 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 nè. Vẫn ưu tiên xoay đăng thú thôi. 2, 8 vàng, 6 vàng. Tướng đã 6 vàng. Xiên đôi, ok. Xiên phát nữa. Ôi, đa xì chả có tác dụng gì. Bất công mình cầy tiền cho nó thêm thêm con đa xì vào anh em ơi, mà cũng chả có tác dụng gì mấy. Rôn vội để cho con đa xì vào. AT nè. Nhưng mà con floor này cầm sách thánh ok, ở floor 2 này tín phết. Khả năng AT 1 sách thánh cũng được ta. AT 1 thì hơi em mập. Và heo đam to nhỉ? Heo đầu game đam to đấy. Thánh kiếm cho con vật heo đi. Con heo này tín đấy. Thử cho cái đích vào đấy nhé. Moren 2 không cần. Rồng thì hên xui nhưng mà không cần. Thần thì cũng hơi cần. Rồng dòng dòng nó cầm mối sách thánh rồi nó thổi giữa một phát cũng tí nhiều đam đấy, thôi cho nó tí thử nghiệm một tí đi. Hai tên sách thánh thì hơi hai tên một hơi phí nhỉ. Floor 2 cầm sách thánh thôi cho dòng đi, dòng mình thường một phát là nó thổi cái kia, nó thổi hai lần vương đánh. Tóc mày thổi cũng ui ui xấu thế. À phí cái sách thánh của mình anh em ơi. Chiến đôi. Chiến này á, chiến này được. Phí sách thánh của mình anh em ơi. Góc đần thế. Ê quả đấy làm gì mà. Ừ nó hơi gần đấy hơn. Ê khó nhỉ. Chơi thú thì thường là lấy dao vào mệnh ấy, nhưng mà anh trông cũng ngon nghè quá. Đó, 10 điểm. Rồng thổi đẹp nhá. Ác ám à? Hay đánh thú ác ám à? Có anh trai vượt ngàn trông gai quá không ta? Nghe là cũng khỏe mạnh đấy nhưng mà hơi trông gai. Thú tầm này chuẩn bị chạy thay thú được rồi này. Nhưng mà vẫn đang con van heo pháo thủ này cũng khá là tí này, để mình chơi một chút nữa. Lo bắt đáy, rồng thổi đẹp này. Rồng thổi được phát nữa không? Hai phát. Ờ, không được rồi. Đến tầng này khoa học bắt đầu yếu anh em.
Chắc thú vào dần đi nhỉ. Vào dần đi. Ừ, cái gì đây? Thậm chí là ừ, chơi này nó cục xúc quá nhưng mà được đấy. Đã chơi phải phải như thế này anh em ơi. Chơi thôi mà đã chơi được cái này. Sống vội liền anh em ơi, sống vội liền. Có sách thánh mà, có sách thánh, có choi mà. Tội gì mình không lên vong cát 2 anh em. Chơi game nghiêm túc thôi, bây giờ chỉ chơi game nghiêm túc thôi. Không chôn chôn nữa, đúng không? Không chôn nữa. Chơi game nghiêm túc thôi. Thì có ma lốc nhỉ. Dòng này thì không có đồ à, nhưng mà mà lúc bay à, mà lúc bay hơi rủi ro nhỉ. Con cát bay gần tín hơn. Sao? Cái này đi. Rồng thì rồng thì có chơi rồng không ta? Ê mình cũng muốn chơi hay chơi con này chữa ma lốc vào làm cảnh nữa chứ. Rồng này cũng không có ngọc đại. Nhưng cũng muốn giữ rồng nhỉ. Cũng muốn giữ rồng một chút. Bán này đi. Xem ra đồ gì nhá, ra một ngọc đại khi mình chơi rồng được. Rồng 8 con, ma cót. Lên 9 luôn không hay là cứ ở đây một chút nhỉ. Lên một chút tím con ma lốc 2. Rồng 2 thì sao? Mình đang định đế này này, mà lúc còn đi bộ lên thôi. Lo. Chứ con teo này, teo chắc mình không chơi. Chơi teo trận này. Chơi hắc ám và chơi gì thôi. Xem ra một cái thẻ thú hay một thẻ gì nhá. Ra thẻ thánh đồ thì thôi. Mà lúc chắc còn nhiều. Cứ vừa chiêu chiêu vừa lên 9 khi cũng tìm được tấm bọc này thôi. Chiêu chiêu lên 9 rồi. Ra một mệnh. Ôi giời ơi. Mười đi, mười đi. Chiêu chiêu lên 9 nhé anh em. Crap này. Bắt đầu hết ý rồi đấy. Bắt đầu hết, đến đoạn hết ý rồi đấy. Con pháp sư của tôi. Nó có 9 con. Teo còn 6 ấy. Thương bắt đáy bên này. Thương cầm gì anh? Dạ Zenka cũng hơi rén nhỉ. Nhưng mà bên kia có một con floor này trông cũng điên điên. Hơi sợ. Bên này không có con floor nào không? Ừ, bên này không có con floor nào. Thôi chấp nhận đi. Ui à. Cái con crack này. Mà lốc đứng kiểu gì cũng chết anh em ơi. Nhất quyết phải chết. Nhảy. Mày quá. Lại chắc chưa cái lắp ráp vào mệnh. Anh yêu anh nó băng baby bye 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 bye, bye. Học đại pháp sư. Chơi này thật. Bỏ teo nhá. Nắm đi cho thêm con rồng. Tại cho floor đi. Lớp 1. Ôi. Uy tín á. Cho nó có uy tín. Ui, gì đây? Hmm.
Không ăn thua lắm nhỉ, có khi cho con mà lâu không? Mất tầm cái đấy nhảy đúng không ta? Chơi game nghiêm túc thì đúng là công nhận. Còn con cát hai sớm khỏe thật. Justice reigns supreme. Never ceases. Ngược này đi, đây đi. Đang có thêm. Vẫn chưa được thêm, vẫn chưa được thêm. Bỏ đi đánh thú thôi. Chưa ngọc đại nhỉ, còn này lên rồng cũng hơi phí. Thôi cầm rồng cho anh em đỡ phải cầm rồng. Không truy hồn nhỉ. Ừ. Chúng có một vài thiếu sót nhưng mà cũng không đáng kể anh em. Phát con giòn này. Rồi ăn choáng luôn. Có cần phải cho con Malok này thêm một cái choi không? Ừ, trông nó hèn hèn quá à. Sao yếu nhất nhỉ? Cho con Malok thêm cái choi anh em ơi. Cho con cát bay xuống dưới đi. Malok đứng giữa luôn. Tanh đây. Hết tướng đi đã. Thêm một nữa, thêm một nạc cóc. Mình gặp này rồi này. Biết rồng này. Malok nhỉ, chán đấy. Cho Malok tí choi, nhưng mà đứng cái góc đấy là con Yon nó sẽ sấy thẳng mặt con Malok này. Nhờ được cái phong cắt xuống dưới nó sẽ chơi được. Cắt xuống dưới chơi. Ừ, ok. So nice to meet you. Hôm sau mình lên. Kiếm là có. Nó có 7 con rồng còn 6 con này, không ai chơi à? Đây đánh hiền hóa đấy, mình xin ngọc đại nhá. Đánh ngọc đại mình chơi nhá. Khả năng trận này hơi tốn đồ thì thôi mình sẽ. À mình chưa có con phù thủy, nhưng mà kích phù thủy thì không cần Lily ấy nhỉ. Ok. Cân nhắc. Tại kiểu nếu không có đồ thì mình thích đánh Lily hơn là đánh thêm. Chỉ cần con Lily 1 thôi. Một, 2, 3. Ơ cái gì đây? À ừ. À không chuyện gì xảy ra. À Malok. Cái con gì đây là 3 không? Gai ha. Thiên là cót. Thiên Vera. Mũi thường góc đáy kia thôi. Con ca rồng nở thầu đây đi. Ca cót bên kia. Là cót giữa, là cót giữa hay là cót giữa không đây? Mà lúc nhảy đẹp quá. Hay nhảy. Xin ngọc đại nhá, chắc cần nhất cái ngọc đại ở chi hồn. Truy hồn thì thực ra có hạ ám cũng
tính nó lấy Ngọc Đại, có lấy Ngọc Đại. Trời. Hay là cái này cho thêm nhỉ? Ừ, cũng được đấy. Đó, thế mình thêm một con tướng nữa. Này cho thêm này. Tiền cho thêm. Ok, tạm thời vậy. Vera chắc cần lên đâu. Tính bán Vera thôi. Thế này không biết bổ được một phát không? Mà lúc mình đã đứng yên rồi. Phải hôn hít nó rồi. Công ty. Nhảy. Chiêu trái thưởng. Nhiều tướng nhỉ. Lâu ba. Ok. Cho đồ cho lại Illu à? Làm lại chưa gấp xong. Thêm xuống đáy nguy hiểm phết nhỉ. Con cắt này bay xuống đáy bên đấy không? Thì mình sẽ chơi thêm được bên đấy, mình sợ đâu. Lo. Đấy bên này. Cái cũng được, được anh em. Tạm tải. Thêm 2 đây này, xuống đây. Xong rồi gặp con Crest này. Nhưng mà con cát thì bị ăn choáng rồi, không tác dụng lắm. Nhảy được một phát nhưng mà cũng không ăn thua, nhảy ma lốc nhảy phát nữa mà. Cản mặt con thêm kia đi. Choáng nó đi. Các thứ nó đi anh em. Nhà mình thì nhà thú mà, sợ gì mấy con không quạch nhà gì đấy. Nguyên tố nhà nó bình thường. Đây đi. Đi ly à? Em xui. Cần lắm nhưng mà cho tặng 21 màu với bạn kia, bạn gặp bạn thêm rồi, mình gặp bạn này. Bạn này thì con cắt xuống góc này là được rồi, con cắt xuống đấy chơi là cũng kịp. Xong rồi xin thêm cái góc đại nữa, xin thêm một tí đồ nữa là được. Thế này chả đáng bổ cũng hơi đau này. Thế mình bổ trước đúng không? Thế mình bổ trước. Piu. Giống như không biết thổi đâu luôn. Ok. Quên anh em cứ bảo cho mình cho xem đam nhỉ, mình cứ quên. Chúng trận này ma lốc cánh rồi. Thì gắng lên ma lốc 3 thôi. Còn ma lốc 3 một chút nha. Rất gần rồi. Con cát thì cũng nhiều ấy nhỉ. Thêm quan trọng hơn. Rồng ba nữa đi. Được đấy anh em ơi. Rồng ba ma lốc ba. Thắng thua không quan trọng không? Quan trọng là những con ba vàng. À những con ba sao. Thua là phụ thôi anh em. Thua là phù du. Phù du rồi. Hai con rồng nữa cũng hơi khó. Ba con rồng cần hai con. Đang sót tướng. Đi.
the door to another dimension. Oh, such a precious thing. Fire. Đây là một con này. Ok, tạm thời đã nhá, đừng động đậy gì anh em ơi. Ta không nên động đậy gì, nên cho con crab đi. Nhưng mà một con rồng cuối này cũng khó kiếm anh em ơi. Khó kiếm rồng cuối này lắm. Rồng cuối này... rồng cuối này hiếm lắm anh em ơi. Nó phải đi với bạn mà cầm rồng ấy nhỉ. À đi cả hai bạn à? Không chết rồi, đi cả hai bạn à? Ôi chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Nó cót không quan trọng đâu. Chết rồi. Ơ à, chưa đi. Ây. Gần chi hồn không? Vã chết rồi, quả này không di được chuyển tướng à? Nó cót. Cần một tí chi hồn nhỉ? Mình cũng cần mana. Rồi mana thì truy hồn là phụ thôi đúng không? Ơ kìa. Ngốc đại. Nhưng mà con rồng này cũng cần thổi luôn nhỉ. Phải cho nó một tí rồi. Một tí mana rồi. Người choi cũng thích lắm, thích cái choi lắm. Con rồng thổi luôn. Không di chuyển được anh em ơi, hết tiền. Sạch tiền rồi. Phải thua thì thua thôi. Lily máy hết choáng được con cát. Con cát bên kia không cử động được mà sao nó vẫn sống nhỉ? Sống dai dữ vậy. Dai dữ vậy bạn. Sao không cần truy hồn. À, nhưng mà cũng không có con rồng 3 anh em ơi, hơi tiếc. Cố gắng hết sức rồi nhưng mà cũng có con rồng 3 cho anh em xem clip rồi. Ôi, thôi vậy thôi anh em ơi. Phát cuối. Hẹn gặp lại anh trong các clip lần sau. Nếu mà anh em thích thì hãy like, subscribe và bye bye anh em.